đôi môi như một giấc mơ, thật khó quên một giấc mơ. Em đến ngọt ngào đánh thức trong tôi những ngày ngủ quên, một đời lãng quên để sớm mai chợt thấy yêu. Chạy đi chạy đến trong tình yêu, đời ta được mất cũng nhiều, được và mất cũng nhiều. Cho tôi được giữ em trong vòng tay, để tôi được nhớ mỗi ngày, để tôi được yêu mỗi ngày, để biết em vẫn còn yêu, để tim được rung mỗi ngày, để tôi còn yêu kiếp này. Thử đi, con mở cho chú nghe hả? Rồi chú ngồi đây đi, ngồi đây đi. Trời ơi, gì mà dở dữ vậy? Bài phối còn dở, bài phối hôm qua của nhạc sĩ gì đó. Thì bây giờ nhạc sĩ nào cũng làm nhạc dở ẹt hết đó chú ơi. Họ không có nắm được cái hồn của bài hát thì làm sao mà nó hay được. Chỉ làm qua loa để rồi lấy tiền thôi à. Trời ơi, bây giờ á, tuần sau là mình ra album rồi. Giờ tính sao đi con hả? Chú lo quá à. À, có chuyện này con quên nói với chú. Chuyện gì? Con đã nhiều lần á gọi điện thoại cho Vũ Vũ, nhưng mà không lần nào điện được hết á, khóa máy. Trời ơi, chuyện dễ thôi. Hiện bây giờ ông về nhà, ông chăm sóc cho mẹ ông bệnh. Ông còn thời gian đâu mà ông nghĩ tới cái chuyện âm nhạc này chứ. Chú nghĩ là ổng sẽ ở ẩn luôn á? Không, con thì không nghĩ như chú. Con nghĩ là ổng thay đổi số điện thoại vì một lý do bí ẩn nào đó. Ồ, con có biết lý do gì không? Honey, honey, nhanh lên, đói bụng quá. Trời ơi, tới rồi. Trời, đợi em chút đi mà. Này, tới rồi hả? Tiền ba cái trứng cho anh rồi, pha ly nước cam cho anh rồi, anh nhớ uống nghe chưa? Trời ơi, uống á để có sức khỏe nghe chưa? Lần này cho em ba cái trứng luôn. Quá tuyệt vời. Thôi, tới giờ em đi làm rồi. Nè, anh nhớ anh nhà sáng tác cho Baby Girl nghe chưa? Đương nhiên rồi. Nhưng mà nè, bây giờ anh phải ký tên bằng cái gì đây? Thì... Tên gì? Anh lấy tên nào đại đại đi. Khi nào mà đúng thời điểm rồi đó thì anh lấy tên thiệt của anh ha. Thôi, chắc anh chọn nghệ danh mới luôn quá. Cái tên Vũ Vũ nghe sến sao á. Thôi ok tùy anh. Thôi em đi làm. Anh ở nhà mới này anh thấy sao? Thấy ổn không? Quá đã luôn. Cái quan trọng nữa là đêm nào cũng có em chăm sóc anh. Chỉ cần anh cống hiến cho Baby Girl thì em ở với anh dài dài, có chịu không? Chịu. Thôi em đi làm nha. Ở nhà cẩn thận nha. Ừ. Đi ha. Ê, cho hôn cái coi. Thôi được rồi mà. Ở nhà đi. Đi nha. Lát chiều về hôn nha. Rồi. Quá đã quá đã. Công nhận cái quyết định mình bỏ ở bên tụi Wonder Boy là hoàn toàn sáng suốt. Bye bye.
Thôi đừng có giả bộ nữa anh Vũ. Thì ra là anh thuê nhà ở đây hả? Vậy là chắc bây giờ mẹ anh khỏe rồi. Sao anh? Ủa mà sao em biết anh ở đây vậy? Nếu anh á muốn người ta không biết thì anh đừng có làm những chuyện đó. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Điều nghiêm trọng nhất là anh đã phản bội công ty ngay lúc mọi người đang cần anh nhất. Thôi mà anh xin lỗi đi. À, em ăn sáng chưa? Anh ngồi đi, anh vô làm phần nữa cho em ăn ha. À, em ăn cái này của anh đi, anh chưa ăn hết được đâu. Được rồi, không ha. Cần đâu. Ngồi xuống đi, anh em mình nói chuyện ha. Ngay từ ngày đầu, em đã nghi ngờ lý do anh bỏ việc. Em thật thất vọng quá anh Vũ ơi. Ừ, thì tại anh... Em biết rồi. Tại anh đã trúng mỹ nhân kế của bà Loan Châu, đúng không? Em thấy rồi hả? Thiệt tình, em không trách được một người đàn ông như anh đã xa vào lưới tình của cô ta. Nhưng em chỉ trách anh tại sao lại cạn tàu ráo máng với lại chú Chát như vậy. Anh có nhớ không? Ngày đầu tiên, chú Chát phải đi tới tận nơi khỉ ho cò gái để mời anh về công ty làm việc. Vậy mà bây giờ, trong lúc album đang còn dang dở để giật nhóm Wonderboy vậy, thì anh lại làm như vậy chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào tất cả mọi người trong công ty. Anh cũng không biết nói gì với em nữa bây giờ. Anh có lỗi rồi. Anh Vũ à, nếu như mà anh cảm thấy có lỗi thì bây giờ anh quay về công ty đi. Rồi em sẽ có cách để giải quyết êm đẹp mà. Không được đâu Thư ơi. Anh đã phóng lao rồi, anh phải theo lao thôi. Ý anh là sao? Bây giờ anh cứ nói đi. Em giúp được gì cho anh, em sẽ giúp. Anh nợ tiền cá độ bóng đá nhiều quá. Em cũng đã từng thấy rồi đó. Hai cái thằng luôn manh nó tới tận công ty nó đòi nợ anh đó. Đó. Rồi sao bất tử cuối cùng phải trả nợ giùm anh cái tiền đó đó. Rồi lại còn thuê nhà này cho anh ở nữa. Cho nên để đáp lại tấm lòng của họ, anh phải sáng tác những bài hát cho Barbie Girl. Trời ơi anh Vũ ơi, anh biết đó là cái bẫy. Mà sao anh còn lao đầu vô vậy hả? Mặc dù á, thiệt tình á, trong thâm tâm anh á, anh lúc nào cũng muốn cống hiến hết mình cho Wonderboy. Nhưng mà anh á, hiện giờ anh trong thế kẹt, em phải hiểu cho anh. Thiệt tình là bây giờ á, không có anh, không có ông nhạc sĩ nào phối cái bài hát cho ra hồn hết trơn á. Mặc dù á, ca lời nè, rồi giai điệu đều ok hết. Bây giờ trong lúc album sắp ra mắt rồi, mà tình hình này rất là bế tắc, em không biết làm sao hết á. Bộ căng dữ vậy hả? Trong lúc này á, thì em không thể nào lay chuyển được nữa rồi. Em chỉ mong anh á, là phối lại tất cả các bài nhạc cho nhóm để ra mắt album kịp thôi. Nha Vũ. Hết đĩa bây giờ kìa. Chờ tôi giới thiệu. Cảm ơn em. Cũng may giờ cuối Vũ Vũ chịu làm cho mình. Nè bạn, không biết xoay sở sao nữa. Cảm ơn em. Con đã cố thuyết phục ảnh, khơi gợi lòng tự trọng của người dạ. Nhạc sĩ, ảnh mới làm cho mình đó chú. Ờ đúng rồi đó. Tôi hỏi nè, làm gì mà ở dưới quê có cái gì đô gì để mà hòa âm phối khí, đúng không? Studio. Đúng rồi, cái đó đó. Cô bạn đây. Dạ. Cái này của em đây. Cảm ơn bạn. Được rồi, từ từ. Đây cái ông Tranh Hủ lúc bà mẹ mạnh khỏe, ông chạy lên thị xã ông làm á. Em ông nè, Hồng Thu ở thị xã nào mà có chất lượng cũng hay thiệt ha. Dạ em nữa nè. Dạ cảm ơn anh. Em đến ngọt ngào đánh thức trong tôi những ngày ngủ quên, một đời lãng quên, để sớm mai chợt thấy yêu. Ngày mai là Wonderboy sẽ có một ngày đi thăm Trà Dưỡng Lão. Con đã nhờ anh bảo hộ viết bài cho nhóm rồi. Tốt đó, tay đó nợ nhiều vậy. Con đã nói với chú là anh không lấy tiền mà. Ê, trời ơi, bây giờ mà kiếm được lục dân tiên với bảo hộ không phải dễ đâu rồi nghe. Dạ. Dạ, cậu có thể cho tôi xin chữ ký. Nè, chuẩn bị mua cơm nước đi, lát còn ăn nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn cậu. Dạ, cảm ơn cậu thành công. Dạ. Nè. Chuẩn bị cơm nước lát nữa cho tụi nó ăn giùm anh nghe. Dạ. Tiền. Tiền đây nè.
Thôi có gì ông cứ qua bển nói đi, chút nữa tôi qua tính sao nha. À, Quân ơi, qua giờ bây giờ thua chị tức dễ sợ luôn. Mua vé số không tao? Mua thôi, tôi hết con. Tiền rồi, mua hoài có trúng gì đâu à. Chú đi bán chỗ khác đi nha. Đi. Mua giùm tôi anh tài vé số đi cậu. Thôi không mua đâu, đi đi. Mua giùm nữa mà. Mua giùm anh tài đi không cậu. Không mua, không mua. Tôi đã nói không mua mà, không nghe hả? Kêu ông biến đi. Sao có đứng đây lải nhải hoài vậy? Đậu đáng tuổi con cháu tôi thì nên ăn nói đàng hoàng, tôn trọng người già một chút chứ. Gì? Ông già nói gì? Tôi xúc phạm gì cậu đâu. Cha già cà chớn mày đặt dạy đợi tôi hả? Biến đi. Thôi mà anh. Thôi mà mày. Bỏ đi mà. Chú có sao không chú? Đánh nào. Chú mày chết mày. Làm gì hả? Sao mày? Muốn gì hả? Thôi con. Mày là cái gì mà xông vô của tao hả? Bình tĩnh đi anh. Mày muốn chết hả? Bình tĩnh đi Quân. Tại bữa nay tay tao đau thôi nha mày. Không rồi mày chết bà mày chết cái gì? Thôi thôi. Muốn gì? Mày để nó đi. Tao về mấy anh hai tao xử mày. Anh bình tĩnh có được không? Hả? Con có sao không con? Tôi không sao. Tôi không sao đâu. Con đánh lộn với nó như vậy á, rồi lỡ con có thẹo là làm sao con đi hát được. Nó xô té ông như vậy, lỡ như ông gãy tay gãy chân, làm sao ông bán vé số được? Cầm lấy, mở một sạp báo mà bán, đừng bán vé số nữa. Bác ơi, khoan đã, cho con nói chuyện với bác một chút được không? Dạ, con muốn nói gì? Nếu bác thật sự là cha của anh Quân Minh Hôn, thì con nghĩ bác cứ thừa nhận. Chuyện đó không những không gây hại gì mà còn tốt hơn cho anh Quân nữa. Ủa, cô nói gì mà tôi không hiểu được đó cô? Tâm lý của anh Quân bây giờ không được tốt. Con nghĩ nếu như có một chỗ dựa như bác thì sẽ tốt đẹp hơn. Chắc tại vì tôi cho nên nó bị ảnh hưởng tâm lý như vậy đó con. Không phải, không phải vậy. Thà tôi đừng gặp nó còn hơn. Không phải, không phải là do bác đâu. Bác đừng có lo. Nếu không phải do tôi thì vì chuyện gì vậy cô? À, hay là bây giờ trưa rồi, ghé quán nước nào đó bác cháu mình ăn cơm rồi nói chuyện nha bác. Sao không bắt máy vậy ta? Quân, ông thấy thư đâu không? Không biết. Uống nước đi bác. Mời bác. Cảm ơn cháu. Bác ăn từ từ thôi, kẻo mất nghẹn. Từ sáng giờ là bác chưa ăn sáng. Nó đói mà tay chân nó run hết trơn hết trọi à. Ủa, vậy là sáng nay bác không ăn sáng hả? Bác tính là bác để dành tiền để mua cái dĩa hát của ông Quân. Dạ. Nhưng mà vô trỏng bác mua người ta không có bán, mà người ta cho bác cái dĩa nè, có chữ ký của ông Quân con bác luôn á. Trời ơi, bác mừng lắm á. Bác nè, có phải anh Quân xa lánh bác vì bác phải chịu cảnh tù tội đúng không? Đúng ra là không phải cái chuyện đó.
tất cả mọi lỗi lầm đều do bác hết. Lúc trước á, là tối ngày bác cứ ăn nhậu rồi đánh bài đánh bạc, thậm chí có lúc bác thua hết tiền, bác về bác đánh cả vợ lẫn con. Bác làm khổ mẹ con nó tới cái độ như vậy. Rồi có những lúc bà phải lấy tiền học của thằng Quân để mà đi trả tiền cho những người lối xóm. Họ nghĩ bác ăn cắp đồ của họ, họ tới họ đền. Chính vì vậy cho nên thằng Quân nó phải nghỉ học từ lớp 10 rồi, không có đi học nữa. Lúc đó bác phải dính vô cái con đường tù tội con. Rồi thằng Quân nó phải đi làm công cho mấy nhà hàng để kiếm tiền mà sống qua ngày. Mà lúc đó thì nó mê cái nghề hát lắm, cho nên nó làm ở trong nhà hàng. Nó để ý mấy cái cô ca sĩ mà hát đám cưới ở trong đó đó cô. Rồi nó học hỏi làm sao á. Tới khi mà bác mãn hạn tù, bác về nhà rồi, bác không ngờ nó bây giờ là một ca sĩ nổi tiếng như vậy. Bác thấy bác rất mừng. Bác rất mừng vì có một đứa con thành đạt như vậy đó cô. Vậy má anh Quân mất lâu chưa bác? Má thằng Quân bà mất lúc mà tôi ngồi tù. Lúc sống thì tôi đài đọa bà, đánh đập bà hoài, cho đến khi bà chịu không nổi. Tôi nghĩ có thể vì chuyện đó mà thằng Quân nó mới hận tôi. Tôi không trách gì nó không hiếu thảo, là vì tất cả những tội lỗi đó là do tôi gây ra, cho nên tôi phải gánh chịu. Thôi, bác đừng có buồn nữa. Con sẽ tìm mọi cách để cho bác và anh Quân gần nhau hơn. Bác đừng có buồn nữa nha. Vậy hả cháu? Dạ. Nếu mà cháu làm được điều đó thì bác mang ơn cháu suốt đời. Cuộc đời của bác bây giờ bác chỉ mong làm sao mà thằng Quân nó nhận bác là ba của nó. Nếu được vậy thì cái ơn của cháu bác sống bác để bụng, mà bác chết bác mang theo. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Không sao đâu, bác ăn đi. Cảm ơn cháu nhiều nha. Dạ. Sao không bắt máy vậy ta? Thư, em đi đâu nãy giờ mà anh gọi hoài không được vậy? Điện thoại em hết pin mà em không có biết. Vậy nãy giờ em đi đâu vậy? Em đã nói là có công việc đột xuất mà. Anh nhìn em có vẻ bất an lắm đó. Anh giúp được gì cho em không? Thư, em làm cái gì vậy Thư? Không lẽ em sợ Quân nhìn thấy hả? Anh đừng có tạo ra những tình huống nhạy cảm như vậy. Em sợ người khác sẽ bị tổn thương. Em sợ người khác tổn thương? Em sợ Quân tổn thương? Còn anh không tổn thương chắc? Nhưng đây là công ty, không phải là nơi thể hiện tình cảm, anh hiểu không? Thiệt sự anh không biết em đang nghĩ gì đó Thư. Thư quên nói với các bạn là hôm nay có khoảng 5-6 ký giả sẽ ghi hình chúng ta. Có phóng viên nhà báo do anh Bảo Hộ giới thiệu nữa. Cho nên Thư mong các bạn là hãy đối xử thật ân cần với họ nha. Ok, biết rồi. Nói chưa?
Tới rồi kìa. Chào các bạn. Tới rồi kìa tụi bay. Chào mọi người. Xin chào. Xin chào. Dạ, xin chào. Chào. Xin chào mấy anh chị phóng viên. Hôm nay á, Wonder Boy đến đây á để thực hiện cái tình cảm về sự quan tâm đến những người bất hạnh. Quên. Những mảnh đời neo đơn. Những mảnh đời mà neo đơn không nương tựa. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa của nhóm Wonder Boy hướng tới. xin mọi người mọi người vô trong ạ. Vô đi, mình đi vô đi ạ. Vô trong đi. Để dựng đứng lên. Ừ. Ở dưới đây ở dưới đó bên kia kẹt để một bệnh xếp ngay lại. Để cái này quay ra phía này. Cô ở đây khỏe không chú? Con nghĩ là không khí ở đây thoải mái chứ. Cô nhà vẫn khỏe chú? Dạ. Cô nhà vẫn khỏe. Cảm ơn cháu. Chú có mấy cháu rồi? Được tới thăm các cô chú. Có ba cháu. Cô chú cũng vậy. Dạ. Có thường vô thăm chú không? Dạ, tuần nào cũng vô thăm tôi hết á. Dạ. Chú cũng khỏe không chú? Dạ, ông cũng khỏe. Chú ăn gì chưa? Vui quá. Vui quá. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Chiều này cũng độc quá ha. Vô đi. Dạ dạ em chào sếp. Còn cha anh đâu? Dạ dạ anh đi công chuyện rồi sếp. Dạ sếp ơi, cái vụ mà Lily với lại Lady á, bây giờ mình tiếp tục trả lời hay là mình im lặng luôn sếp? Mấy bữa nay thị trường nó đang nguội. Kêu tụi nó cứ trả lời đi, để hâm nóng lại. Bài thì đã có sẵn, chỉ cần trả lời làm sao cho trôi chảy là được rồi. Nhà báo chỉ toàn là mối ruột của mình, cậu lo gì? Sếp ơi, nếu mà mình lo như vậy á mà không cải thiện được á thì sao hả sếp? Cậu tên gì? Dạ Lý Tửng. Đúng rồi, hèn gì Tửng quá. Những kế hoạch mà làm cái gì á, chuyện đó tôi lo. Mấy cậu chỉ biết thực hiện thôi nghe chưa? Dạ. Ra ngoài làm việc đi. Chào sếp. Để coi mấy cái chiêu làm từ thiện của mày với lại cái chiêu mà hở hàng của tao, ai sẽ quan tâm hơn? Ai vậy? Mời vô đi. Dạ thưa anh có phải là Lý Thon không ạ? Phải. Mời ngồi, mời ngồi. Trời dạ, ơi dạ. Anh chờ em từ sáng giờ luôn á. Dạ, vinh dự cho em quá. Ơi, anh nói em nghe, anh vinh dự lắm mới được đón em tới đây. Dạ. Anh không ngờ em còn trẻ măng mà tài năng thì vượt trội. Dạ, em cũng biết là em có tài, nhưng mà chưa gặp thời nên mới lận đận vậy đó anh. Thì đó, em làm việc tay chát đó thì làm sao được bộc lộ được tài năng. Chỉ có công ty anh mới là môi trường thích hợp nhất cho em dạ. Thôi mà anh nói tay chát nào vậy anh? Thì chát bùm bùm sếp của em đó chứ ai. Dạ em không biết ông bùm bùm nào hết á. Dạ sếp của em là ông Lý Đi Đùng mà. Đùng nào ở đây? Dạ thì anh Đùng kia qua đây để cài phần mềm diệt virus cho công ty mà. Thì ra là tới đây để cài phần mềm diệt virus à? Dạ, em là nhân viên bảo trì máy tính.
Ra ngoài kia việc đi. Dạ, chào anh. Mới khen mình tài năng hiếm có mà giờ đối xử thô bạo vậy đó. Tưởng đâu nhạc sĩ, ai ngờ dũng sĩ diệt virus. Ai đây? Dạ. Ngồi đi. Vũ Vũ có mặt. Cái gì? Dạ Vũ Vũ có mặt. Nhạc sĩ Vũ Vũ đây hả? Dạ. Qua biết sao không? Em sơ sát vậy tại em thức á. Em làm nhạc. Nguyên đêm làm nhạc. Thành thử ra bần thần sơ sát. Dạ. Xin lỗi. Tôi còn nghi vấn là không biết phải Vũ Vũ thiệt hay không, hay là lại vô diệt virus nữa. Không có, Vũ Vũ thiệt mà, nhạc sĩ. Trong cái túi sách của em toàn là mấy bài nhạc không à. Nè, chứ đâu có kèm búa gì đâu. Dạ. Ủa, anh qua phòng sếp em hồi nào vậy? Mới vô à? À, giới thiệu với anh, đây là sếp em Lý Thon. Còn giới thiệu với sếp đây là... khỏi giới thiệu. Mặt già già như vậy biết là Vũ Vũ rồi. Anh nói ai già? À không. Oh my god. Quỷ lắm đó nha. Vậy hả? Trời ơi, đúng là nhạc sĩ. Nhạc sĩ là đầu tóc nó phải rối bù. Dạ. Mắt mũi nó phải phờ phạc. Râu ria. Dạ. Nó phải rậm rạp mới. Dạ. Là nhạc sĩ. Oh my god. Quỷ lắm đó nha. Dạ. Nghe cái mùi là quỷ lắm đó nha. Dạ, sáng tác quên tắm luôn. Dạ, dạ. Thông cảm. Tôi nói cho cậu nghe, từ bao nhiêu lâu nay tôi đã hâm mộ tài năng của cậu. Dạ. Không ngờ có ngày lại mời được cậu về công ty làm việc. Dạ. Thiệt là vinh dự cho công ty tôi và tôi quá. Dạ, tôi lâu nay vẫn vậy. Em cũng xin cảm ơn anh. Trong thời gian qua là anh cũng tạo điều kiện cho em đến công ty này làm việc. Không có gì. Tôi nói thiệt với cậu, cậu là một nhân tài hiếm có. Dạ. Nên chính bản thân tôi và tất cả những người trong công ty này rất trân trọng cậu. Dạ. Tôi đã xem qua những sáng tác mới của cậu viết cho Baby Girl. Dạ. Phải nói là bao nhiêu bài tôi đều ưng ý hết. Dạ. Ừ. Nếu mà em có dịp, có điều kiện làm việc trực tiếp với mấy cô, mà em sẽ tìm hiểu nhiều hơn nữa với mấy cô, thì em sẽ sáng tác cho mỗi cô theo từng chất giọng của mỗi cô qua những bài hát riêng biệt. Đó, cái anh cần chính là cái đó. Đó, đúng mình rồi. Mình phải đo ni đóng giày. Dạ, đúng rồi. Đó, chiến lược bây giờ của anh. Dạ. Là muốn cho Lady Trang Nhi hay là Leo hát chính thay thế cho Chiêu Anh. Dạ. Nói chung là em cứ viết bài nào mà phù hợp với chất giọng những cô này thì anh đều sử dụng hết. Dạ đúng rồi, được, rất là tốt, rất hợp ý với em. Em muốn vậy mà. Dạ. À, còn cái vụ mà Wonder Boy ra album đó. Dạ. Cái hòa âm và phối khí đó là ai làm? À, em nghe nói là bên đó họ mướn được một tay gọi là hòa âm phối khí rất là tốt. Nhưng mà cái tay này chỉ làm tự do thôi, chứ chưa có ký hợp đồng dứt khoát gì lại bên đó để mà trở về bên đó hẳn. Anh tưởng bước em khỏi bên đó là tụi nó đã tới số rồi chứ. Không ngờ cũng còn ngáp ngáp được mấy cái trước khi chết. Anh Vũ, hay là ngày mai anh tới công ty làm việc luôn nha. Để từ từ đi ha. Để mọi chuyện bắt đầu nó lắng xuống đi. Rồi xong rồi đó, anh trực tiếp về anh công khai làm việc ở công ty này. Chứ thôi, người ta nói ra nó vô mệt lắm. Anh nghĩ thì nghỉ cả tháng rồi làm liền đi anh. Thôi, không sao đâu. Cứ để cho Vũ Vũ lánh mặt một thời gian đi. Miễn sao là Vũ Vũ có bài gửi liên tục cho anh là được rồi. Dạ, em hiểu rồi sếp.
tập lại. Dạ. Đúng rồi. Ok. Nè 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 nè, đang tập bài gì vậy con? À, mình đang tập bài Điều Kỳ Diệu đó chú. Cái bài này là bài bóp nhạc nhẹ cho nên nhảy cũng bình thường thôi, chứ không phải như là nhạc lên chính gốc. À, vụ tìm nhạc sĩ sao rồi con? Con cũng đang điên đầu nè chú ơi. Okay. Thật sự tìm một nhạc sĩ hợp gu với nhóm cũng phải cần có cái duyên nữa chú. À, mất nhạc sĩ Vũ Vũ thiệt là một tổn thất quá lớn á. Dạ. À, mà cái tình hình tiêu thụ đĩa của nhóm làm sao chú? Có khả quan không? À, chú kiểm tra mình tiêu thụ được khoảng 200 mấy chục cái đĩa à? Gì? Trời ơi, cả nước trong một tuần nay mà bán được có 200 mấy chục đĩa thôi hả? Cái gì mà cả nước? Dạ. Đó chỉ mới ở các tỉnh thôi. Còn ở thành phố này á thì cũng được khoảng mấy chục đĩa, chú cũng hiểu tại sao nữa. Còn mấy cái thùng đĩa nguyên ở trong kho mình kìa, khách hàng gửi trả lại kia kìa. Sao kỳ vậy? Tự nhiên trả lại là sao? À, thì chú có biết đâu. Thì họ chỉ cần một số ít tiêu thụ, thử khán giả có chấp nhận nhóm Wonder Boy lại chưa. Nếu mà bán được thì họ mới lấy tiếp. Vô lý. Chứ chú nhớ không, cái lúc mà công ty của mình phát hành đĩa đó, rất là nhiều khán giả lại công ty mình chứ bộ. Kiểu này chắc lỗ sặc máu quá. Nè, chú nói nhỏ cho bé Thư nghe. Vốn của mình sắp sửa cục rồi đó. Chị ơi, cho em hỏi ở đây có bán đĩa của Wonder Boy không chị? Còn có mấy cái thôi em. Em muốn mua khoảng 10 đĩa, chị có không? Không có đâu, nếu mà em muốn mua số nhiều á thì chị phải thu gom từ shop này với shop kia lại với nhau á, thì quả mai mới thu gom đủ 10 cái. Ủa, bộ đĩa này bán không chạy lắm hay sao mà sao em thấy shop nào bán cũng ít hết vậy? Ai nói không chạy, cứ tưởng á, sau cái vụ hát nhép này á thì cái nhóm Wonder Boy bị tẩy chay rồi. Ai ngờ đâu họ cũng đến mua dữ lắm. Nhưng mà ngặt nổi, chị đâu có dám lấy nhiều đâu. Ủa, bán chạy mà sao chị không dám lấy nhiều? Ây da, lời mà ai là chẳng ham. Nhưng mà mấy cái chỗ bán đĩa như chị á là chỉ được quyền lấy vài ba cái bán nhỏ giọt thôi. Chị nói sao em không hiểu lắm. Nói chung là phức tạp lắm em. Em không có ở trong cái giới này em không hiểu đâu. Nói tóm lại là không phải mình cứ mua bán theo cái ý mình là được, mà phải do sự phân phối của Nài. Nài? Ủa, Nài là ai? Kìa, mới nói tụi nó đến kìa. Hôm nay bán được nhiều không bà? Thì cũng lai rai thôi. Bây giờ á, người ta nghe nhạc online không à, có ai mua đĩa này nữa đâu. Đĩa của Wonder Boy còn bao nhiêu cái? Đây nè, ông giao 3 cái thì còn 2 cái kìa. Cô này á thì mua chục cái mà không có kìa. Tụi này á hát dở ẹt à, cô em. Nè, không ai thèm nghe đĩa tụi này đâu. Anh nói gì nghe vui quá à. Tôi thích thì tôi mua, có gì đâu. Ủa, bộ cô em buôn đĩa sao mà đòi mua cả chục cái lận? Tôi mua tôi tặng quà, không được hả? Cô bé, muốn lấy đĩa này nhiều phải không? Dễ ợt mà. Đi gặp đại ca tụi này nè. Đại ca tụi này cho một đống luôn. Thôi, qua chỗ khác. Nói bà xà bà lạp. Chị ơi, tụi này có phải là tụi cho dây nặng lãi không? Cũng tương tự vậy đó. Tụi nó là mối giao băng đĩa cho các cửa hàng như tụi chị nè. Tất cả các đĩa nhạc do Việt Nam sản xuất á là do tụi nó phân phối cho các cửa hàng như tụi chị. Đám ca sĩ với nghệ sĩ rất là sợ tụi nó. Mà sao lại sợ? Bởi vì á, tụi nó chỉ cần ghim hàng thôi, không giao được á là lỗ sặc máu á. Hơn nữa cái đám này á là chuyên cho giới nghệ sĩ vay tiền. Tụi nó khống chế mấy người đó hết rồi, cho nên họ sợ lắm.
Thiệt hả chị? Em mới nghe lần đầu luôn á. Em không ở trong giới nghệ sĩ này. Ở trong giới này á, em mà hỏi Hùng Râu ai cũng biết hết á. Hùng Râu? Ờ. Hùng Râu. Anh Hộ nè, rõ ràng á là em thấy có một cái đường dây chuyên cho dây nặng lãi, khống chế giới nghệ sĩ với lại cửa hàng băng đĩa nhạc. Phải, chúng sẵn sàng xử đẹp những ai không nghe thôi lệnh của chúng. Cái vụ tấn công Wonderboy vừa rồi á là một ví dụ, mặc dù đó chỉ là làm thuê. Có thật không anh? Anh đã lần manh mối gần ra tên cầm đầu rồi. Hắn tên là Hùng Râu. Đúng rồi, Hùng Râu chính là tên trùm cầm đầu băng đảng đó. Sở dĩ đĩa bên em không bán được là tại vì bị tên Hùng Râu này ra lệnh không cho các cửa hàng bán. Hắn không có thù oán với Wonderboy, nên anh nghĩ á, phi vụ này hắn chỉ làm thuê cho Sao Bất Tử. Ừ, em cũng nghĩ như anh á. Tài Lý Thon nãy hả, quyết tâm tiêu diệt Wonderboy cho bằng được mà. Chỉ cần anh tìm ra bằng chứng là tụi này đi tù mọt gông. Nhưng mà anh nghĩ mình có hy vọng không? Anh là nhà báo chân chính mà. Anh không bao giờ sợ những thế lực ác ôn đó. Nếu có sợ, anh đã bỏ nghề từ lâu rồi. Em cứ tin anh. Trước sau gì anh cũng lôi cổ tụi nó ra ánh sáng để trả lại sự trong sạch cho giới showbiz. Đại ca. Nói nhỏ nhỏ, cứ kêu đại ca hoài, rồi trong cái giới này lại tưởng tôi là đàn anh thiệt của chú nữa. Thì em cũng tính tôn lên làm đại ca. Vì Barbie Girl của anh bây giờ trùm trong giới showbiz rồi còn gì. Chú làm ăn với tôi bao lâu rồi? Thì tính từ lúc mà đại ca mở công ty tới giờ 4 năm à. Hợp tác với nhau bao nhiêu vụ rồi có nhớ không? Đại ca hỏi cất cớ quá, làm sao em nhớ nổi. Nhưng mà em đoán mang máng cũng cỡ 4 năm à. Chú thấy tôi trả công cho chú có hậu hĩnh không? Cái đó thì tạm tạm. Nhưng cái quan trọng là em dựa hơi đại ca để em đè đầu đè cổ cái giới nghệ sĩ ở thành phố nè. Vô đại ca. Cái vụ em đĩa của Wonderboy, tôi nghe chú làm chểnh mảng lắm đúng không? Đâu có đại ca. Trời ơi đại ca, nghe ai thằng nào nó thèo lẻo, nó nhiều chuyện, nó chọt với đại ca đó. Đại ca ra thử cái cửa hàng bán đĩa coi, có đĩa nào mà cái nhóm mà Wonderboy gì đâu, nó bán đâu có được đâu đại ca. Tôi thử chú thôi, làm cái gì mà nóng nảy dữ vậy? Đại ca biết không, từ lúc mà nó phát hành cái album, cái vol một gì của nó đó, nó đem về cho dòng họ nó ăn tới Tết cũng chưa hết nữa. Nó ôm xô, nó khóa sản luôn. Vô đại ca. Mình cứ từ từ bình tĩnh, mình luộc nó từ từ thì nó hay hơn là mình bật nó liền. Cuộc chơi này xem ra cũng tốn bụng tiền, nhưng thiệt là thú vị. Trên đời này có cái gì làm mà không tốn tiền đâu đại ca. Dầu nóng bỏ trứng vô. Đó. Thấy chưa? Xong. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhập nhò.
có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó. Đâu có bữa ăn sáng, có gì mà đáng lo. Hai. Em mở cửa ra, anh dắt xe vô. Sao biết nhà anh ở đây? Trời ơi, muốn biết á thì có gì đâu khó. U quá à. Anh đóng cửa thì nặng quá à. Nhưng mà anh sắp đi rồi, anh chỉ tiếp em được mấy phút thôi đó. Sắp đi hả? Chị dẫn xe em vô đây làm gì, không đứng ngoài nói chuyện luôn cho rồi. Ờ thì lỡ rồi. Mà có chuyện gì? Em tới đây á, rủ anh đi ăn sáng. Ờ, ăn sáng. Chết cha. Chết. Ê, chết rồi, chết rồi. Cái gì vậy? Chết rồi, trứng của anh cháy rồi. Trứng của anh cháy hết rồi. Trời ơi, tiêu rồi, lẹ đi em. Trời ơi. Trời ơi, tiêu rồi, trứng của tôi. Trời ơi. Cái gì vậy? Không có gì, không có gì đâu. Trời ơi, sao tắt lửa đi. Ui da. Nóng quá. Trời ơi, chết rồi. Nóng quá. Tiêu bữa ăn sáng của anh rồi. Dẹp này đi. Xích ra đem dẹp cho. Thôi, để anh dẹp cho. Em dẹp kỳ lắm. Thôi, để anh. Gì vậy? Để anh cho. Em là con gái, làm gì. Không sao đâu. Để anh dẹp được rồi. Tắt rồi. Thôi, được rồi, để anh cho. Này dẹp thôi, này em đi nè. Lên đi. Em đi lên nhà trên đi. Để anh dọn dẹp được rồi. Trời ơi, không sao đâu. Em cứ bỏ nó đi. Đi lên nhà trên. Đi. Đi thôi, đi em. Để biết em vẫn còn yêu, để tìm được dung mỗi ngày, để tôi có yêu kiếp này. Làm cái gì vậy? Cái gì của con hả? Ba má không giải quyết chỗ nào chính xác hay sao, đeo cắt quái.